Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chém Gió Nhiếp Ảnh của Alpha Crew. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về độ nhảy sáng. Hầu hết tất cả các bạn khi mà chụp ảnh thì ai cũng biết độ nhảy sáng là cái gì hết. Nó là cái khả năng mà cái cảm biến của các bạn có thể xử lý cái môi trường ánh sáng bên ngoài và làm cho bức hình nó sáng hơn hoặc là tối hơn tùy theo mà mình muốn. Ở trong cái độ nhảy sáng thì các bạn chỉ hiểu đơn giản là như vậy: độ nhảy sáng càng cao thì nó cho bức hình ra càng sáng hơn và nó làm cho cái độ nhiễu nó càng cao hơn. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ nói cho các bạn biết là cái ảnh hưởng của độ nhảy sáng đến bức hình của mình là như thế nào và cái độ nhiễu đó tại sao nó lại xuất hiện trong một vài trường hợp và trong những cái trường hợp khác thì nó không xuất hiện. Thì đây là những cái mà mình có thể lưu ý các bạn khi mà sử dụng cái độ nhảy sáng để cho tấm hình của các bạn nó ra vừa ý với các bạn hơn. Nói rõ hơn một tí về cái độ nhảy sáng á, là cái công việc của nó là làm cái gì. Công việc của nó là nó tuân theo cái mệnh lệnh mà cái người chụp hình đã ra lệnh cho cái máy ảnh và nó sẽ cung cấp một cái độ nhảy sáng hợp lý hơn cho các bạn có một tấm hình vừa ý với người chụp hơn. Thì cái mà các bạn nên lưu ý tới cái độ nhảy sáng này là cái chế độ đo sáng của các bạn. Các bạn sử dụng những cái chế độ đo sáng nào? Ví dụ như là mình sử dụng ở trên máy Canon á, là mình đa số những cái trường hợp mình sử dụng là evaluate mirroring. Thì ở trong bức hình của mình nó sẽ lấy ra một cái độ nhảy sáng nào hoặc là cái ánh sáng nào nó làm cho tất cả những cái tối hoặc là sáng trong bức hình của mình nó đều hơn. Ví dụ trong một cái trường hợp mà cái ánh sáng giữa chủ thể và cái hậu cảnh nó quá là khác biệt, giống như là các bạn chụp ngược sáng, thì các bạn để độ nhảy sáng chừng 1200, thí dụ vậy đi, thì nó sẽ làm cho cái người mẫu của các bạn và toàn bức hình của các bạn nó sẽ rất là noise. Lý do là tại sao? Là tại vì cái điểm mà nó tối nhất ở trong cái tấm hình của các bạn bây giờ nó là chủ thể, cho nên cái máy nó cố gắng làm cho những cái điểm mà nó tối nó sáng hơn. Thì cái điểm mà cái độ khác biệt giữa cái độ sáng giữa hậu cảnh và người mẫu là quá lớn, cho nên máy nó phải làm cho cái người mẫu mình nó sáng hơn. Và khi mà nó đánh cái người mẫu mình nó sáng hơn như vậy thì tấm hình nó sẽ rất là noise. Các bạn có thể biết được cái trường hợp này rõ ràng nhất là qua cái chế độ mà các bạn sử dụng trong một cái iPhone á, cái chế độ mà sử dụng để chụp chân dung. Thì cái cảm biến của cái máy iPhone, nó chỉ là một cái máy điện thoại thôi thì chắc chắn nó không có xử lý cái độ nhảy sáng tốt như là một cái máy chụp ảnh bình thường. Cho nên là trong cái trường hợp này các bạn thấy là mình chụp người mẫu của mình cũng với cùng một cái thông số đó hết và mình để ngược sáng, thì cái độ nhảy sáng nó làm cho tấm hình rất là noise. Và khi mà nó noise như vậy á, thì cái độ nét nó không có rõ ràng nữa. Và khi mình đổi góc chụp, mình chụp ở một cái chế độ, cùng một chế độ, cùng một thông số hết. Ở trên máy iPhone á, thì nó phải để cho cùng một cái thông số để cho nó có một cái tốc độ hợp lý, cùng một cái khẩu độ thấp mà nó làm cho tấm hình của các bạn có độ nét và nó làm cho cái kiểu như là xóa phông được một tí cho người mẫu nó nổi bật hơn. Thì cùng cái độ nhảy sáng đó, ở trong hai cái môi trường ánh sáng khác nhau, nó ảnh hưởng khác nhau cho tới cái bức hình mà các bạn ra cuối cùng. Thì đó là lý do tại sao mà trong rất là nhiều cái trường hợp mình sử dụng độ nhảy sáng rất là cao và các bạn nói tại sao lại sử dụng độ nhảy sáng nó cao vậy thì sẽ làm cho bức hình của mình nó noise lắm. Thì các bạn phải hiểu là khi mình có một cái nguồn sáng khác đi vô người mẫu của mình, có nghĩa là cái lượng sáng của người mẫu của mình nó là cao nhất ở trong bức hình. Giống như trường hợp mà các bạn sử dụng đèn flash hoặc là đèn trợ sáng, thì người mẫu của mình có một cái lượng ánh sáng rất là tốt đi vô, thì cái máy nó sẽ hiểu là nó không có cần làm cho cái người mẫu của mình sáng hơn nữa, mà nó sẽ làm cho tất cả những cái trong hình nó tối, nó phù hợp theo cái lượng ánh sáng mà mình ra lệnh cho nó. Ví dụ như mình dùng chế độ ưu tiên khẩu độ thì mình để ánh sáng là cộng 1, ví dụ vậy đi, thì nó sẽ làm cho tất cả những bức hình, tất cả những cái chi tiết ở trong bức hình mình nó sáng hơn. Giống như là trong cái trường hợp này mình chụp thì đó là buổi chiều tà, mình chụp người mẫu đứng ở trên một cái lan can như vậy và cái lượng ánh sáng đi vô người mẫu chắc chắn là nó thấp hơn cái sau lưng, cái hậu cảnh, cho nên là mình sử dụng cái đèn flash, mình đánh một cái lượng ánh sáng vô người mẫu của mình, thì khi đó máy nó sẽ nhận ra được là người mẫu của mình sáng hơn, nó không có cần làm cho người mẫu của mình sáng hơn nữa và nó sẽ làm cho cái hậu cảnh nó sáng hơn. Thì cái độ nhảy sáng này sẽ không ảnh hưởng, cũng sẽ có ảnh hưởng nhưng mà không ảnh hưởng quá nhiều cho tới người mẫu của các bạn, mà nó sẽ ảnh hưởng tới hậu cảnh. Và khi người mẫu của các bạn đã duy trì được cái độ nét cần thiết rồi đó, thì các bạn chỉ cần xử lý một tí xíu ở trong Lightroom nữa, là khi các bạn tăng cái luminate lên thì nó sẽ làm cho cái noise của bức hình nó còn không còn quá nhiều nữa, thì bức hình của các bạn nó sẽ dễ xem hơn nhiều. Cùng với đó là người mẫu của mình cũng đủ sáng, đẹp, đủ nét. Thì đây là những cái mà các bạn nên lưu ý khi mà các bạn vận dụng cái độ nhảy sáng. Nếu như mà các bạn có một cái luồng ánh sáng khác đi vô người mẫu của mình, hoặc là đứng ở trong một cái môi trường mà hướng sáng của người mẫu nó vô thẳng người mẫu của mình á,
thì cái lượng ánh sáng của người mẫu của mình là vừa đủ, thì các bạn sẽ không có cần phải sử dụng tới các bạn sẽ có thể có khả năng là đưa cái độ nhạy sáng của các bạn lên một cái mức mà chấp nhận được. Như mình thì 3200 hoặc là 6400 ở trên máy full frame thì mình cảm thấy rất là sử dụng được, khi mà các bạn tận dụng được những cái hướng sáng cùng với là các bạn hiểu được là cái độ sáng của người mẫu của mình và background là hậu cảnh đó, nó khác nhau như thế nào. Thì như mình đã nói, nếu như mà các bạn đã cảm thấy là ánh sáng của người mẫu là đủ so với lại cái hậu cảnh thì các bạn đừng ngại sử dụng độ nhạy sáng, và các bạn có thể sử dụng liền đi, giống như là các bạn đưa máy ra chụp thử á. Trong cái video mà mình làm về đèn flash thì mình cũng đã có chia sẻ với các bạn một tí xíu về cái cách mà các bạn có thể tăng độ nhạy sáng theo cái cách thoải mái, tại vì đã có một cái lượng ánh sáng đi vô người mẫu của mình rồi. Cùng với đó là các bạn nên nhớ là chế độ đo sáng của mình á, nên là evaluate mirroring hoặc là center weighted để cho tất cả những cái chi tiết trong cái bức hình của mình nó đều được giống như là cái máy nó đều đọc những cái chi tiết đó hết. Còn nếu các bạn sử dụng chế độ đo sáng điểm á thì nó chỉ đo sáng cái người mẫu của các bạn thôi. Đa số mình thấy là người ta khuyên là nên sử dụng đo sáng điểm khi mà chụp chân dung. Cũng đúng trong một vài trường hợp khi mà các bạn chỉ muốn người mẫu của các bạn là cái duy nhất nó nhìn thấy trong hình ảnh thôi. Còn mình thì mình chụp đa số là mình muốn cho hậu cảnh nó cũng phải có tương tác với một bức hình một tí. Nếu không thì các bạn vô studio chụp giống như là chụp hình thẻ đó, thì các bạn đâu có cần hậu cảnh hay là gì đâu. Thì các bạn cũng thấy là cái độ nhạy sáng hiểu nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà mình vận dụng thì nó rất là khác. Thì các bạn cũng nên chụp thật là nhiều để mà biết. Còn một cái điểm quan trọng mà nó ảnh hưởng tới độ nhạy sáng nữa, đó chính là contrast hay là cái độ tương phản á. Như mình đã nói ở trong cái video mà mình hướng dẫn các bạn sử dụng cái đèn flash cóc ở trên máy á, thì cái độ tương phản nó hoạt động như thế nào. Nó là cái sự khác biệt giữa cái sáng và cái tối. Cho nên nếu mà các bạn tăng cái độ tương phản lên cao á thì cái gì tối nó sẽ tối hơn, còn cái nào sáng sẽ sáng hơn. Cho nên trong những cái trường hợp mà các bạn sử dụng cái độ nhạy sáng quá cao khi mà các bạn chụp thiếu sáng á, thì mình nghĩ là các bạn nên giảm cái độ tương phản này cho nó thấp xuống, cho tất cả những cái sáng hoặc là không sáng trong bức hình mình nó hài hòa hơn. Và máy nó cũng không có phải làm cho những cái tối nó tối hơn hoặc là sáng nó sáng hơn quá nhiều, như vậy thì cái độ nhiễu nó cũng sẽ giảm. Thì đây là những cái mà mình nghĩ các bạn nên lưu ý. Nó hơi dài dòng một tí xíu, nhưng mà các bạn nên biết là cái độ nhạy sáng ảnh hưởng như thế nào cho tới máy của mình. Cùng với đó là khi mà các bạn sử dụng độ nhạy sáng quá cao thì nên có một cái luồng ánh sáng khác đi vô người mẫu của mình, hoặc là vận dụng những cái hướng sáng nó hợp lý hơn, có những cái ánh sáng nhất định đi vô người mẫu. Cái cuối cùng là cái độ tương phản mình nên giữ cho nó một mức rất là thấp thôi, như vậy thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ làm cho bức hình mình hài hòa hơn. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Video này hơi dài dòng nha, nhưng mà nếu mà các bạn coi mà chưa thấy hiểu á, coi lại.